Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin mở trang 167. Tiếp tục bàn về vấn đề ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Câu N. Chuyên tu tập một pháp môn thích hợp căn cơ của mình, có quyền coi thường các pháp môn khác. Đúng hay sai? Sai. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, mỗi người có một cái duyên với một pháp môn. Có nhiều người tu pháp môn niệm Phật, thấy người ta tụng chú thì khinh thường, điều này không tốt. Có nhiều người thích tụng chú, thấy người ta niệm Phật lại chê bai, điều này là điều không tốt. Chê bai pháp Phật là điều không tốt, mong chư vị nhớ cho kỹ. Tất cả đều do duyên, không được quyền đến đạo tràng người ta, khuyên người ta niệm Phật khi đạo tràng đó đang tu theo cái pháp nào đó, chúng ta không được làm như vậy. Chỉ có những người nào có duyên hỏi thì chúng ta nói, tới đạo tràng người ta làm như thế nào, mình phải làm đúng như vậy, thì mới là đúng pháp, không được tới. Câu ô, Phật dạy tự tánh Di Đà. Thì A-di-đà Phật chính là chân tâm của chúng ta. Đúng hay sai? Đúng. Đúng. Tự tánh Di-đà, nói thẳng thắn với chư vị, tất cả các cái danh hiệu của Đức Phật là chỉ cho cái đức tánh của mình. Nhưng mà chữ A-di-đà Phật tượng trưng cho tự tánh tổng quát nhất, tại đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng giác. Chính là cái chân tâm tự tánh chúng ta. Cho nên khi mà về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thành Phật cũng giống như Phật A-di-đà. Nhưng mà khi chúng ta đi tới một quốc độ nào đó thể hiện thì tùy theo cái duyên của chúng sanh mà thành ra có một cái danh từ khác. Thế thôi chứ không có gì cả. Cái này nó cao quá. Không nên mổ xẻ làm gì. Hiểu vậy là được. Câu B. Phật dạy tự tánh Di-đà. Thì A-di-đà Phật chính là chân tâm tự tánh của ta, chứ không có Phật A-di-đà trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai? Sai. Sai cái chỗ là người ta chấp chỗ này mà bỏ chỗ kia. Thực ra thì ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc có một đức A-di-đà. Vì cái đại nguyện của Ngài quá ư là vĩ đại. Chính vì thế cho nên lấy danh tự A-di-đà bao gồm tất cả những cái đức tính của chân tâm. Chính vì thế mà phải chấp nhận có một cái ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo tu Bồ Tát Hạnh thành đạo và có danh hiệu là A-di-đà Phật trên cõi Tây Phương. Ta về đó là gặp ngài liền. Mong chư vị phải chú ý đừng nên chấp tự bỏ tha, chấp đầy bỏ kia, không tốt. Câu quy, Phật dạy, duy tâm tịnh độ thì tâm tính, tâm thì tâm tịnh, cõi nước sẽ tịnh. Nghĩa là cõi tịnh độ thể hiện ngay trong tâm. Đúng hay sai? Đúng. Đúng, thật sự đúng. Cõi tịnh độ thể hiện ngay trong tâm. Nếu ở đây chư vị mà tâm chư vị thanh tịnh, thì cõi này cũng là cõi tịnh độ. Người ta đánh lộn sao đánh lộn, mình làm tình. Người ta chửi bới sao chửi bới, mình làm tình. Người ta đấu tranh gì đấu tranh, mình làm tình. Người ta ghen ghét sao ghen ghét, mình làm tình. Tất cả đều giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì rõ ràng ở trong cảnh giới thanh tịnh. Câu R. Phật dạy duy tâm tịnh độ thì cõi tịnh độ ở tại tâm này, chứ không có cõi Tây Phương tịnh độ nào cả. Đúng hay sai? Sai. Sai chỗ nào? Không có cõi Tây Phương. Đúng. Nó sai cái chỗ là chấp lý bỏ sự. Cũng giống như nhiều người cứ nói vạn pháp giai không, không có cái gì cả, thì coi như là ở này không có cái gì hết. Thì muốn có không biết liền. Anh giỏi vào đạo tràng tôi mà anh không có áo tràng tôi không cho bước vào. Nó nhân ra nó rõ ràng có thế. Cho nên có nhiều người chấp lý bỏ sự cũng không hay, chấp tự bỏ ta cũng không tốt. Cái gì nó có lý có sự đàng hoàng. Duy tâm tịnh độ là Phật nói
cõi tịnh độ, sống trong thế giới tịnh độ ở tại tâm này, sống trong một thế giới hỗn loạn nhưng cái tâm người đó thanh tịnh, không có đắm nhiễm, thì người ta cũng ở trong cái cảnh giới hạnh phúc. Nhưng mà thực sự đây là cảnh giới cao lắm, không phải là đơn giản đâu. Một Đức Phật thị hiện xuống thế gian này, nếu mà thế gian này sống đến 80 tuổi thì phải chết, Ngài cũng thị hiện 80 tuổi thì tịch, giống như thế gian. Nhưng mà thực ra một Đức Phật không bao giờ có sanh, không bao giờ có tử. Tại vì sanh tử chẳng qua là do chúng sanh hạ căn các ngài thị hiện đó thôi. Chẳng tin bây giờ chư vị đi về Tây Phương rồi, đi tới lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thấy Ngài còn sống như thường. Tại cái gọi là cái Nam Diêm Phù Đề này, Ngài thị hiện thành Thái Tử Đất Tất Đạt Đa, rồi tu thành Phật và tự xưng là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ còn trên một cái hành tinh khác, Ngài thị hiện một hình tướng khác, tất cả đều là thị hiện. Chư vị bây giờ ở đây thị hiện được không? Không được. Không được thì trở về Tây Phương rồi mới thị hiện. Thực sự muốn thấy ông bà cha mẹ mình sinh vào một cái loài thủy tộc đang chạy bơ xì đến đó, mình thị hiện xuống loài thủy tộc, muốn xuống cái loài thủy tộc, muốn cứu họ đó, mình cũng phải thị hiện cũng bơ như người ta mới độ người ta được. Thực sự như vậy. Mà thực sự cái bơ này là một ông Phật, cho nên mong chư vị phải nhớ là sự thị hiện khác. Còn chúng ta có phải thị hiện không? Không phải, gọi là đầu thai. Vì mê mờ không trở về Tây Phương thành Phật, cho nên tham chấp cõi đời này thì biến thành đàn ông đàn bà gì đó không biết. Nhưng mà coi chừng đời sau tham chấp cái gì bơi bơi dưới nước cũng xuống co vẫy, có đuôi co vầy rồi á, bơi chuyển biến, tất cả đều do chấp hết trơn. Mong chư vị biết được như vậy. Khi mà chúng ta chết đi, hãy chấp ngay cõi Tây Phương Cực Lạc, chấp ngay câu danh hiệu A Di Đà Phật, trở về đó thì chúng ta từ một phàm phu biến thành một vị Bồ Tát. Mong chư vị phải nhớ, tất cả những chương trình gì chúng ta đưa ra đều mong mỗi chư vị làm sao mà ngay trong những giờ phút lâm chung, ý niệm chúng ta là rời khỏi ta bà này, cái ý niệm chúng ta là không muốn trở lại làm người nữa, ý niệm chúng ta là không nghĩ gì cái công danh địa vị quyền lợi cái này nữa, mà cái ý niệm chúng ta là làm sao trở về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cái ý niệm đó còn vững vàng thì thưa thẳng với chư vị, nhất định do cái ý niệm này mà nó đưa chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chư tổ thường hay nói không phải A-di-đà Phật tiếp dẫn chúng ta, mà chính cái chơn tâm tự tánh chúng ta tiếp dẫn chúng ta về đó. Hay nói thẳng là chúng ta phải muốn về đó. Chủng tử A-di-đà Phật phải hiện ra ngay trong tâm chúng ta, nó nổi lên trên hết, thì lúc đó A-di-đà Phật mới đến mà rước cái chơn tâm này trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu cái chân tâm này mà tham đắm cõi đời này, tham tiền, tham bạc này, tham tài, tham sắc này, tham đủ thứ tham, không bỏ ra thì do cái tham đó, do cái chấp đó mà nó dẫn mình đi. Chính vì thế mà mong chư vị phải ngày ngày đêm đêm niệm câu A-di-đà Phật. Và khuyên chư vị là nên nghiên cứu kịp thời phương pháp hộ niệm. Tại vì chính phương pháp hộ niệm nó hướng dẫn cho mình từng điểm từng điểm. Nó gỡ cho mình từng điểm từng điểm. Ví dụ như những người đang tu hành mà cứ mơ tưởng cái này, mơ tưởng cái nọ nhiều quá, mơ tưởng nhiều quá thì khi nằm xuống đó mình cứ mơ mơ tưởng tưởng là hướng cái tâm về cái hướng mơ đó. Mơ thần thông, mơ chân đắc, mơ quang minh, mơ gì đó, âm thanh, mơ cái gì nó có cái đó, mơ cái gì có cái đó, tâm tưởng sự thật. Mình mơ bây giờ thì có người hướng dẫn cho mình, thôi trở về thực tế đi. Chứ mà lúc đó mình mơ cái đó, nghĩa là nằm mê mang bất tỉnh và mơ trong cái đó, thôi chịu thua, không ai nhắc nhở chúng ta được. Chúng ta cứ theo cái đó mà đi mất tiêu. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Cẩn thận. Phải nghiên cứu hộ niệm thì chúng ta mới kịp thời khui ra những cái sơ ý của mình. Nhiều người tu cả cuộc đời, sau cùng rồi vẫn theo những cái gọi là cái ấm cảnh mà đi mất tiêu. Mơ nhiều nó nhiễm vô trong cái thức A lại gia thức.
lúc đó cái thức nó dẫn mình đi, nó dẫn linh hồn mình đi. Mình trong cảnh mê man bất tỉnh, không có trở về cảnh giới giác ngộ được. Cho nên chư vị đừng có khinh thường cái pháp hộ niệm mà nghiên cứu trễ quá, đến lúc sau cùng khó cứu vô cùng, khó cứu vô cùng. Ngoài những cái chuyện mà lý đạo này, nó còn có những cái sự đạo sai lầm nữa. Ví dụ như mình thấy rõ ràng có những người chết xong thì cột tay cột chân, có người chết xong thì lo tắm rửa liền, có người chết xong thì thay áo thay quần liền, có nhiều người chết thì ra kêu ba hồn chín vía gì đó, kêu nhiều lên, làm đủ trò đủ chuyện hết. Khóc lóc cho nhiều, nếu không khóc nhiều thì mẹ mình đi buồn, vằn vọt thân thể, nhiều điều sai lầm lắm cho vậy. Nếu cho vị không nghiên cứu thì nhiều chuyện sai lầm lắm, cứu không kịp đâu, cứu không kịp đâu. Tất cả đều phải lo từ bây giờ. Khi hộ niệm, muốn tránh nạn, ly kinh một chữ thành lời nổi của ma, thì phải y giáo phụng hành, không được tự ý thêm bớt vào pháp hộ niệm vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Đúng. Câu này là kết cuộc lại tại sao chúng ta nêu ra vấn đề là ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Có nhiều người đi hộ niệm tự động nghĩ ra thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút, thêm một chút thì có thể bớt một chút, thêm bớt, như vậy thêm một chút cũng là ly kinh nhất tự, mà bớt một chút cũng là ly kinh nhất tự. Cho nên mong chư vị phải nhớ là cẩn thận, đừng nên thêm bớt. Có nhiều người thấy thêm cái điều này thấy hay quá, người đó ra đi cũng thấy thân tướng tốt tốt như vậy, cái biên thạch cái luật thêm như vậy. Nếu nói sai thì ông không dám nói sai, tại vì nhiều khi chư vị thêm bằng kinh Phật mà lấy pháp Phật ra mà thêm vô. Nhưng mà nói đúng cái pháp hộ niệm vãng sanh thì không đúng. Tại vì chư vị nên nhớ là một cái người khi ra đi để lại cái thân tướng tốt đẹp, không hẳn rằng là họ đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một người mà ra đi thật sự là êm liềm, nhẹ nhàng, không có gì trở ngại, không hẳn là người ta sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng mình nhớ cho kỹ điểm này. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải có cái kiến thức về hộ niệm thì chúng ta đi mới đúng được. Một người một đời tu ăn ở hiền lành, tạo phước, tạo đức, gọi là tu phước thiện rất là cao. Tính tình người ta hiền lành. Những người mà hiền lành ít tạo nghiệp. Vì hơn nữa trong cuộc đời của họ, vì họ nghĩ mãi cái chuyện thiện lành, cho nên khi mà nằm xuống rồi thì cái chuyện thiện lành nó cứ ứng hiện trong tâm của họ. Họ ra đi trong sự thiện lành cũng vẫn tốt như thường. Đây là những người nghiệp nhẹ. Nhất là những đời trước người ta có thiện căn, người ta ít là tạo nghiệp nữa, đời này ta tiếp tục tu nữa, cho nên cái phước người ta rất là lớn. Có nhiều người người ta có thể an nhiên, người ta biết được ngày giờ ra đi nữa, nhưng mà cũng chưa hẳn là vãng sanh đâu nghe chưa vậy. Nhớ cho kỹ điểm này. Nếu cái người đó mà thực sự họ niệm Phật nguyện vãng sanh nữa thì tuyệt vời vô cùng. Ví dụ như có những vị mà người ta tu thiền, họ vào trong thiền định rồi có thể nhiều khi họ biết được ngày giờ ra đi. Có những người tu tiên người ta thật biết được ngày giờ ra đi. Thí dụ như đạo Cao Đài, người ta tu tiên có nhiều người ta biết được ngày giờ ra đi, nhưng mà không phải là họ vãng sanh. Tại vì họ không nguyện vãng sanh, mà cái mộng họ là mộng trở thành một vị tiên ông, trở thành một vị trời. Mà chính là người ta làm thiện làm lành nhiều quá, mà người ta được ra đi an nhiên tự tại. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật bây giờ người ta dùng cái thuốc một phiên, người ta làm cho cái người ra đi đó hoàn toàn không đau không đớn gì trời, mà không đau không đớn và ra đi. Có nhiều người lầm lẫn là ra đi an lành, tưởng rằng là họ vãng sanh, không phải. Cho nên mong quý vị đừng có bao giờ nguyện là tôi ra đi được an lành. Sự ra đi an lành đó không hẳn là vãng sanh, không phải. Như vậy thì vãng sanh ở đâu? Xin thưa với chư vị, người nào ra đi như vậy mà tâm của họ quyết chí niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì họ được vãng sanh. Có nhiều người vì nghiệp chướng quá nặng, trong đời vụng dại đường tu, người ta ra đi trong quằn quại đau khổ, nhưng mà nhờ những người bên cạnh người ta xúi dục khuyến tấn, người ta vững vàng niệm câu A-di-đà Phật. Đâu gì đâu, người ta cắn răng lại niệm câu A-di-đà Phật. Tâm lực của họ nó mạnh, nó bừng 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 lên, họ quyết lòng
đi về Tây Phương Cực Lạc, cái tâm lực này nó thắng cái nghiệp lực của họ. Họ đành xá cái báo thân một lần. Dẫu rằng đã ra đi chưa chắc an lành bằng những người làm thiện. Nhưng mà khi ra đi rồi cái thân tướng họ sẽ đẹp. Lúc mà trong cái cơn hấp hối họ đau khổ hơn người ta. Nhưng mà nhờ sự hướng tấn họ quyết làm niệm câu A-di-đà Phật. Họ vẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được như thường. Như vậy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được hay không là chính cái tín nguyện hạnh của người đó gìn giữ cho được trọn vẹn trong lúc xả bỏ báo thân thì người đó được vãng sanh. Còn những người không gìn giữ được thì thường thường rơi vào trong cái cảnh trung ấm trong 5 giờ, 7 giờ, 8 giờ cái thân tướng không tốt. Nhưng mà nếu đã biết khuân tu, đã nghe lời người hộ niệm, trong lúc đó ta biết như vậy, người ta mới lên tiếng cảnh cáo mạnh mẽ làm những cái đó giật mình. Đó là do thiện căn trong nhiều đời những cái giật mình. Ta tỉnh ngộ, ta định tâm lại. Ta niệm câu A-di-đà Phật, họ vẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được như thường. Mong quý vị hiểu được như vậy mới nhớ là đừng bao giờ thêm bớt. Tại vì thêm bớt nên lâm vào cái tội gọi là ly kinh nhất tự. Thành ra lạc mất con đường vãng sanh. Có thể đi con đường phước thì có, còn đường vãng sanh thì hơi khó, không phải đơn giản. Hiểu được như vậy mới thấy rõ rằng là chúng ta vẫn phải vận động cho mỗi người phải tin tưởng cho vững, niệm Phật cho vững. Đừng có nghĩ rằng là vãng sanh là chơi chơi. Rồi khi mà lên đường Zoom hay là coi hộ niệm, chúng ta cứ chơi chơi không để ý tới. Coi chừng lúc lâm chung chúng ta bị vướng nhiều trở ngại, không được vãng sanh, oan uổng một đời tu hành. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.